Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, trỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi, dân sự, thành và xứ của người. Ngươi phải đãi A-hi và vua nó như ngươi đã đãi Jericho và vua nó. Nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình. Hãy phục binh sau thành. Vậy Giô-suê đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh A-hi. Người chọn 30 người mạnh dạn sai đi ban đêm và truyền lệnh này rằng: Hãy coi, các ngươi sẽ phục binh sau thành, chớ dàn ra xa thành quá, hãy dàn cho sẵn. Còn ta với cả dân sự theo ta sẽ đi gần lại thành. Khi chúng nó ra đón đánh chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành, vì họ nói rằng chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng nó, thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm lấy thành. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm thành rồi thì phải phóng hỏa nó, hãy làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Hãy coi, này là lệnh ta truyền cho các ngươi. Vậy Giô-suê sai các người đó đi, họ phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của A-hi. Còn Giô-suê đêm đó ngủ tại giữa dân sự. Kế ấy Giô-suê dậy sớm, điểm dân sự, người cùng các trưởng lão đi lên trước mặt dân đến thành A-hi. Hết thảy quân lính theo người đi lên đến gần trước mặt thành và đóng trại về phía bắc A-hi. Có cái trũng chạy dài giữa họ và thành A-hi. Giô-suê bèn đem chừng 5.000 lính phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của thành. Khi dân sự đã đóng trại nơi phía bắc của thành và phục binh về phía tây rồi, thì đêm đó Giô-suê đi sớm tới trong trũng. Vua thành ấy vừa thấy điều đó, người ta bèn lật đật dậy sớm. Vua và cả dân sự người đều đi ra đón Israel tại nơi đã chỉ bảo về phía đồng bằng đặng giao chiến. Song vua không biết rằng có một đạo binh phục ở phía sau thành. Giô-suê và cả Israel để cho chúng nó đánh bại mình và chạy trốn về phía đồng vắng. Hết thảy dân sự trong thành đều hiệp lại đặng đuổi theo. Vậy chúng rượt theo Giô-suê và bị dụ cách xa khỏi thành. Chẳng có một ai ở thành A-hi hay là ở Bê-tên mà không ra đuổi theo Israel. Họ bỏ thành trống không để đuổi theo Israel. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy giơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về hướng thành A-hi, vì ta sẽ phó thành vào tay ngươi. Giô-suê bèn giơ giáo mình cầm nơi tay ra về hướng thành. Vừa giơ tay lên, binh phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và phóng hỏa nó. Người thành A-hi quay lại nhìn thấy khói đốt thành bay lên trời. Họ chẳng một phương thế nào đặng trốn về phía này hay là phía kia. Vả dân sự chạy trốn về phía đồng vắng, trở lộn lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. Khi Giô-suê và cả Israel thấy binh phục đã lấy thành và khói đốt thành bay lên, bèn trở về đánh người A-hi. Các binh khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi. Như vậy chúng nó bị dân Israel vây phủ. Bên này có đạo này, bên kia có quân kia. Người ta đánh chúng nó đến nỗi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai thoát được. Binh bắt sống vua A-hi và dẫn đến cùng Giô-suê. Khi dân Israel đã giết xong hết thảy người thành A-hi, hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy đến đổi người chót đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân Israel trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó.
trong ngày đó hết thảy người Ahi nam và nữ đều bị ngã chết, số là 12.000 người. Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm giơ thẳng ra với cây giáo cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành Ahi. Song dân Israel cướp cho mình những súc vật và hóa tài của thành này, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Vậy Giô-suê phóng hỏa thành Ahi và làm cho nó ra một đống hư tàn đời đời, y như hãy còn đến ngày nay. Người biểu treo vua Ahi lên trên một cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Người ta đem liệng thây đó nơi cửa thành và chất lên trên một đống đá lớn, hãy còn đến ngày nay. Bây giờ Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại trên núi Ê-ban, y như Mô-sê tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong sách luật pháp Mô-sê. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va và dân của lễ thù ân. Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Mô-sê đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở về phía núi Garisim và phân nửa kia ở về phía núi Ê-ban, tùy theo lệnh mà Mô-sê, tôi tớ của Đức Giê-hô-va trước đã truyền cho chúc phước dân Israel. Đoạn, Giô-suê đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ y như đã chép trong sách luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Mô-sê đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Chương 9. Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, đều rập một ý hiệp với nhau, đặng giao chiến với Giô-suê và Israel. Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách vá lại. Dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn. Hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà nói cùng người và dân Israel rằng: chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Dân Israel đáp cùng dân Hê-vít rằng: có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng? Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: các ngươi là ai? Ở đâu đến? Đáp rằng: tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ê-díp-tô. Lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua Amorít ở bên kia sông Giô-đanh là Si-hôn, vua Hết-bôn và Óc, vua Ba-sang ở tại Ách-ta-rốt. Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: hãy lấy lương thực dùng dọc đường đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng: chúng tôi là tôi tớ các ông và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Kìa, bánh của chúng tôi, ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi, mà ngày nay đã khô và bể vụn. Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách. Còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn bởi vì đi đường xa. Người Israel bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống. Rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Nhưng 3 ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel hay rằng các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình. Dân Israel lên đường và ngày thứ 3 đến thành chúng nó. Và các thành của chúng nó là Gabaon, Kephira, Beeroth và Kiriath Yearim. Dân Israel
không giao chiến cùng dân đó, vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng lầm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Vậy từ bây giờ chúng ta không thế hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy, phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta. Vậy các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó. Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vậy: sao các ngươi đã gạt chúng ta, nói rằng chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta? Vậy bây giờ các ngươi bị rủa xả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng: ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Mô-sê tôi tớ ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình. Ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Giô-suê bèn làm như người đã nói và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Israel giết. Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi ngài chọn lựa. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Chương 10. Khi Adoni-sedek vua Jerusalem hay rằng Giô-suê đã chiếm lấy thành A-hi và tận diệt nó đi, đãi thành A-hi và vua nó như người đã đãi Jericho và vua nó. Lại hay rằng dân Gabaon đã lập hòa với dân Israel và ở cùng họ, thì người lấy làm sợ hãi lắm. Vì Gabaon là một thành lớn, một đế đô thật, lại lớn hơn thành A-hi, và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn. Vậy Adoni-sedek vua thành Jerusalem sai người đi nói cùng Hoham vua Hebron, cùng Phi-ram vua Giạc-mút, cùng Gia-phia vua La-ki, cùng Đê-bia vua Ec-lôn mà rằng: hãy đi lên đến ta mà tiếp cứu ta và đánh thành Gabaon, vì nó đã lập hòa cùng Giô-suê và dân Israel. Vậy năm vua Amorít, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-mút, vua La-ki và vua Ec-lôn nhóm hiệp kéo lên cùng hết thảy quân lính mình đóng trại trước Gabaon và hãm đánh thành. Người Gabaon sai kẻ đến nói cùng Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà rằng: xin chớ bỏ tôi tớ ông, hãy mau lên đến cùng chúng tôi giải thoát và tiếp cứu chúng tôi, vì hết thảy vua Amorít trong núi đã hiệp lại nghịch chúng tôi. Vậy Giô-suê ở Ginh-ganh đi lên với hết thảy quân lính và những người mạnh dạn. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được. Vậy Giô-suê ở Ginh-ganh đi trọn đêm, rồi chợt đến áp chúng nó. Đức Giê-hô-va làm cho chúng nó vỡ chạy trước mặt Israel, khiến cho bị đại bại gần Gabaon. Israel rượt đuổi chúng nó theo đường dốc Bết-horôn và đánh họ cho đến A-sê-ca và Ma-kê-đa. Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Israel và xuống dốc Bết-horôn, thì Đức Giê-hô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến A-sê-ca và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Israel giết bằng gươm. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorít cho dân Israel, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaon. Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Ayalon. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặng ước một ngày trọn. Từ trước và về sau chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Israel.
rồi Giô-suê và cả Israel trở về trại quân Ginh-ganh. Vả, năm vua kia đã chạy trốn và ẩn trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Có người thuật cho Giô-suê hay điều đó mà rằng, người ta có gặp năm vua núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Giô-suê bèn dạy rằng, hãy lăn đá lớn lấp miệng hang lại và các người canh giữ. Còn các ngươi chớ dừng lại, phải rượt theo quân nghịch, xông đánh phía sau, đừng để chúng nó vào thành chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phó chúng nó vào tay các ngươi. Khi Giô-suê và dân Israel đã đánh chúng nó bị bại rất lớn, cho đến nỗi tuyệt diệt đi, và khi những người trong chúng nó đã được thoát khỏi, rút ở lại trong thành kiên cố, thì cả dân sự trở về với Giô-suê bình yên nơi trại quân tại Ma-kê-đa. Chẳng một ai dám khua môi nghịch cùng dân Israel. Bây giờ Giô-suê nói rằng, hãy mở miệng hang, đem năm vua đó ra rồi dẫn đến cho ta. Họ làm như vậy, đưa năm vua ra khỏi hang đá và dẫn đến cho người, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-mút, vua La-ki và vua Ec-lôn. Khi họ đã dẫn năm vua này đến cùng Giô-suê, thì Giô-suê gọi hết thảy người nam của Israel và nói cùng các binh tướng đã đi với mình mà rằng, hãy lại gần, đạp chân lên cổ của các vua này. Họ bèn đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy. Đoạn Giô-suê nói cùng họ rằng, chớ ngại và chớ kinh khủng, khá vững lòng bền chí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy thù nghịch các ngươi mà các ngươi sẽ chiến cự. Sau rồi, Giô-suê đánh giết các vua ấy, biểu đem treo trên năm cây. Năm vua ấy bị treo trên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời chen lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Họ liệng những thây trong hang đá là chỗ các vua ấy đã núp, rồi lấy những đá lớn lấp miệng hang lại, hãy còn cho đến ngày nay. Trong ngày đó, Giô-suê cũng chiếm lấy Ma-kê-đa và dùng lưỡi gươm giết cả thành cùng vua nó. Người tận diệt thành, luôn hết thảy kẻ ở trong, không để thoát một ai. Người đãi vua Ma-kê-đa như đã đãi vua Jericho vậy. Đoạn, Giô-suê cùng cả Israel ở Ma-kê-đa đi qua Líp-na và hãm đánh Líp-na. Đức Giê-hô-va cũng phó Líp-na cùng vua nó vào tay Israel. Họ dùng lưỡi gươm diệt thành, luôn hết thảy kẻ ở trong đó, chẳng để thoát một ai. Người đãi vua thành này y như đã đãi vua Jericho vậy. Kế ấy, Giô-suê cùng cả Israel ở Líp-na đi qua La-ki, đóng trại đối cùng thành và hãm đánh nó. Đức Giê-hô-va phó La-ki vào tay Israel. Ngày thứ hai họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt thành với những người ở trong, cũng y như đã làm cho Líp-na vậy. Bây giờ Hô-ram, vua Gê-xê đi lên tiếp cứu La-ki. Giô-suê đánh bại người và dân sự người, đến nỗi không còn để ai thoát khỏi. Đoạn, Giô-suê cùng Israel ở La-ki đi qua Ec-lôn, đóng trại đối ngang thành và hãm đánh nó. Chính ngày đó họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt nó đi. Trong ngày đó, Giô-suê tận diệt thành với hết thảy người ở trong đó, y như người đã làm cho La-ki vậy. Kế đó, Giô-suê cùng cả Israel từ Ec-lôn đi lên Hebron và hãm đánh nó. Họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt thành, vua, các hương thôn nó và mọi người ở trong đó, không để thoát khỏi một ai, cũng y như người đã làm cho Ec-lôn vậy. Người tận diệt thành và các người ở trong. Đoạn Giô-suê cùng cả Israel đi đến Đê-bia và hãm đánh nó. Người chiếm lấy thành và hương thôn nó cùng bắt vua, dùng lưỡi gươm diệt thành và tận diệt hết thảy những người ở trong, không để thoát khỏi một ai. Người đãi Đê-bia và vua nó y như đã đãi Hebron, đãi Líp-na và vua nó. Vậy Giô-suê đánh toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào đồng bằng, nào những gò nổng và các vua mấy miền đó. Người không để thoát khỏi một ai hết. Phàm vật có hơi thở thì người diệt hết đi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dặn. Ấy vậy, Giô-suê đánh các vua đó từ Ca-đê-ba-nê-a cho đến Ga-sa và toàn xứ Gô-sen cho đến Ga-ba-ôn. Qua một lượt thì Giô-suê bắt các vua này và chiếm lấy xứ họ,
bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel chinh chiến cho Israel. Đoạn Giô-suê và cả Israel trở về trại quân ở Ginh-ganh. Chương 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này, rồi đi và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán: Hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Ngài lại phán: Hỡi con người, hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel, đem những lời ta thuật lại cho chúng nó. Vả, ấy chẳng phải ta sai ngươi đến cùng dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, bèn là đến cùng nhà Israel. Thật, chẳng phải ta sai ngươi đến cùng nhiều dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu, mà ngươi không thể hiểu lời chúng nó. Nếu ta sai ngươi đến cùng chúng nó, chắc chúng nó sẽ nghe ngươi. Nhưng nhà Israel sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta. Bởi chưng cả nhà Israel đều cứng tráng cứng lòng. Này, ta làm cho mặt ngươi dạng nghịch cùng mặt chúng nó, trán ngươi cứng nghịch cùng trán chúng nó. Ta làm cho trán ngươi cứng như kim cương, cứng hơn đá lửa. Đừng sợ và đừng run rẩy vì bộ mặt chúng nó, dầu chúng nó là nhà loạn nghịch mặt lòng. Đoạn Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy. Bây giờ thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào rất lớn ở đằng sau ta rằng: Đáng chúc phước cho sự vinh hiển Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài. Ta cũng nghe tiếng cánh của các vật sống đập cái này với cái khác, tiếng của những bánh xe kề các vật ấy, và tiếng ào ào rất lớn. Đoạn thần cất ta lên và đem ta đi. Ta đi, lòng ta đầy sự cay đắng nóng nảy. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên ta cách mạnh mẽ. Ta bèn đi đến tên A-bíp cùng những kẻ bị đày ở trên bờ sông Kê-ba. Ta dừng lại nơi họ đang ở và trú lại giữa họ 7 ngày, buồn rầu, lặng lẽ. Khỏi 7 ngày, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel. Khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội, và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó thì nó sẽ chết. Thế thì vì ngươi không răn bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội mà thật ra nó không phạm tội, thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Tại đó, tay Đức Giê-hô-va ở trên ta, và Ngài phán cùng ta rằng: Hãy chờ dậy, đi trong đồng bằng, tại đó ta sẽ phán cùng ngươi. Vậy ta chờ dậy và ra đi trong đồng bằng. Này, sự vinh hiển Đức Giê-hô-va đứng đó như sự vinh hiển ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba. Ta bèn ngã sấp mặt xuống, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên.
Đoạn Ngài phán cùng ta và bảo rằng: Hãy đi, giam mình trong nhà ngươi. Hỡi con người, này, người ta sẽ lấy dây trói ngươi, và ngươi không thể đi ra giữa chúng nó. Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cúa họng ngươi. Ngươi sẽ câm, không quở trách chúng nó được, vì chúng nó là nhà loạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ai nghe, hãy nghe, ai không nghe thì đừng nghe, vì chúng nó là nhà loạn nghịch. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.